Trong thế giới Pokemon thì ngoài việc chúng ta có thể chạm trán và thu phục những vị thần đầy quyền năng gọi là huyền thoại, thì bên cạnh đó cũng có những Pokemon đi vào lời kể truyền miệng hay cả trong Pokédex cũng không hề có sự hiện diện của tụi nó luôn. Tụi này có thật hay không? Không một ai chắc chắn, cho đến khi Game Freak xác nhận bằng cách tặng người chơi những Pokemon bí ẩn thông qua những sự kiện hoặc là một món quà, hay phải qua những cách thức vô cùng khó khăn khác nhau, và tụi này được gọi là những Pokemon huyền ảo. Những Pokemon không thể nào sở hữu bằng cách chơi game thông thường, nên đây sẽ là một cái series ngắn chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đâu là những Pokemon huyền ảo khó sở hữu nhất từng xuất hiện trong lịch sử phát hành game Pokemon. Tập tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về những Pokemon huyền thoại khó sở hữu nhất ha. Một số lưu ý nhỏ trong top 10 này là vì huyền ảo sẽ được xem như là một loại quà tặng hay là một phương pháp kích thích người chơi mua game, nên tôi sẽ không tính đến những lần tụi nó được tặng hà rầm trên online. Bấm vô một cái là được tặng rồi, không còn gì thú vị nữa. Rồi, bây giờ thì vô. Ở hạng 10 đầu tiên sẽ dành cho Celebi trong bản game Pokemon Crystal. Đây chắc là cách dễ nhất từng có để bắt một Pokemon huyền ảo. Điều kiện là bạn phải hoàn thành cốt truyện chính và trở thành champion của vùng Johto. Sau đó thì bay đến Goldenrod City, bước vào Pokemon Center, sau đó đi vô rồi đi ra. Sẽ có một NPC chạy đến và đưa bạn quả cầu GS. Ừ, thì là cái quả cầu bí ẩn nhất tuổi thơ. Trong game thì nó còn có tác dụng, chứ trong phim tôi cũng không biết ý nghĩa của nó là gì nữa. Rồi cũng như trong anime, sau khi đem quả bóng này cho ông Kurt ở Azalea Town, rồi chờ đúng một ngày sau, ông Kurt sẽ đưa lại bạn quả GS Ball này và bảo chúng ta chạy đến Alex Forest để kiểm tra điều gì đó. Thì khi đến điện thờ này, Celebi sẽ xuất hiện. Yeah, điều kiện để có được nó không quá khó, nên ở hạng 10 này là hợp lý rồi. Hạng 9 là Mew ở Faraway Island trong Pokemon Emerald. Mew là Pokemon khởi đầu cho sự bùng nổ của cả thương hiệu Pokemon, nên cách mà Mew được tặng hà rầm mỗi dịp có game mới là chuyện rất dễ hiểu. Thế nhưng không bàn tới những sự kiện được tặng trên online, thì Mew có thể bắt được duy nhất một lần trong Pokemon Emerald ở Faraway Island khi bạn nhận được một vật phẩm là OC Map. Đây là một vật phẩm được tặng theo sự kiện, cho nên nó là một vật phẩm có giới hạn. Giống như phim điện ảnh đầu tiên về Mew và Mewtwo, nơi đây sẽ là một rừng cây và thập thò đâu đó sẽ là một con Mew chờ chúng ta thu phục. Dù là Pokemon của thế hệ 1, nhưng mãi tới thế hệ 3, duy nhất trong bản game Emerald, thì người chơi mới có thể đi bắt Mew trong game mà không phải nhận thông qua những sự kiện quà tặng. Tuy nhiên thì con Mew ở Faraway Island này cũng chỉ có những người chơi ở Nhật Bản mới sở hữu được thôi, còn những người chơi ở đất nước khác thì không thể nào sở hữu được, nên tính độc nhất của nó khá là cao. Hạng 8 là Melmetal trong bản game Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee. Là một Pokemon huyền ảo của thế hệ thứ 7, so với những huyền ảo khác thì nó cũng khá là dễ sở hữu, mặc dù cách sở hữu nó hơi là rườm rà, nhưng ai cũng có thể bắt được. Đầu tiên thì bạn phải nhận được Meltan trước rồi mới tiến hóa thành Melmetal sau. Mà muốn có được Meltan, bạn phải kết nối Nintendo Switch và Pokemon Go trên điện thoại di động. Khi bạn chuyển một Pokemon từ Pokemon Go sang máy Switch, bạn sẽ nhận được một chiếc hộp bí ẩn cho phép bạn bắt được Meltan trong Pokemon Go với giới hạn thời gian là 30 phút. Trong 30 phút này, bắt càng nhiều Meltan càng tốt. Nếu hết 30 phút, muốn bắt tiếp thì phải đợi một tuần sau, bạn phải chuyển thêm một Pokemon nữa từ Go sang Switch rồi mới có thể bắt tiếp. Nói chung là quy trình này lặp lại như vậy đó. Còn nếu muốn tiến hóa thành Melmetal, sẽ cần tới 400 viên kẹo Meltan để tiến hóa trong Pokemon Go. Chứ Meltan không thể nào tiến hóa trong Pokemon Let's Go trên máy Switch được. Tức là ta phải tiến hóa Meltan trong Pokemon Go trước, mà một lần bắt được Meltan sẽ chỉ nhận được 3 viên kẹo. Rồi bây giờ tự nhân lên thì phải cần tới 130 con Meltan mới có thể tiến hóa thành Melmetal. Tuy nhiên thì trong 30 phút chỉ bắt đầu được từ 10 tới 15 con mà thôi. Chưa kể thì một tuần sau mới có thể bắt tiếp, cho nên là bạn thấy nó nhọc cỡ nào rồi đó. Đương nhiên là trong Pokemon Go sẽ có vài cái mèo để nhận nhiều kẹo hơn, nhưng với điều kiện khó khăn như vậy thì con Melmetal xứng đáng nằm trong cái top danh sách này. Và chúng ta qua hạng 7 là Manaphy và Fion trong tựa game Pokemon Diamond and Pearl. Nếu không tính việc Manaphy và Fion có thể bắt được một cách dễ dàng trong Pokemon Legend Arceus, vì cái bản game này nói không với những sự kiện online, cho nên tôi sẽ không tính lần bắt gặp tụi nó trong bản Pokemon Legend Arceus, mà sẽ tua ngược lại thời gian. Từng có một giai đoạn mà việc sở hữu Manaphy và Fion trở nên khá là khó khăn đối với những nhà huấn luyện. Manaphy lúc này chỉ có thể nở ra từ việc ấp trứng. Quả trứng này lại chỉ có thể có được từ việc làm nhiệm vụ giải cứu trong Pokemon Ranger. Đây là một series spin-off của thương hiệu Pokemon, nói về những kỵ binh Pokemon, một tổ chức bảo vệ Pokemon hoang dã khỏi những kẻ xấu xa. Và chúng ta đã được chứng kiến những kỵ binh ngầu lòi này thông qua bộ phim điện ảnh về Manaphy và ngôi đền dưới đáy biển.
và thương hiệu spin-off về Pokemon Ranger có 3 phần. Quả trứng Manaphy mà chúng ta cần có là ở phần 1. Trong phần 1 của tựa game này, sau khi hoàn thành xong cốt truyện, ta sẽ nhận một nhiệm vụ online bảo vệ một quả trứng của một Pokemon tên là Manaphy. Nhiệm vụ này lúc bấy giờ giống như là kiểu DLC mà không tính phí thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ có thể chuyển quả trứng này qua tựa game Pokemon Diamond and Pearl bằng cách kết nối hai máy Nintendo DS, một bên là game Pokemon Ranger, một bên là game Pokemon Diamond and Pearl. Sau khi chuyển qua được rồi, thì đi tới bất kỳ Pokemon nào trong vùng Sinnoh cũng sẽ thấy một anh đưa thư. Anh này sẽ đưa trứng Manaphy cho bạn. Còn Fion thì nở ra từ trứng của Manaphy với Tido. Nên có được Manaphy rồi thì ta mới có được Fion. Vậy nên độ khó của hai khứa này là bằng nhau thôi. Vì phải hoàn thành tựa game Pokemon Ranger rồi mới lấy được nhiệm vụ này, rồi cần phải có thêm một cái Nintendo DS nữa để chuyển trứng qua, khiến cho việc sở hữu hai con Pokemon huyền ảo này trở nên khó khăn, quá trời là khó khăn. Hạng 6 là Arceus trong Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Arceus được xem là huyền ảo, một phần ngoài câu chuyện kiến tạo thế giới một cách vô thực ra, thì còn bởi nếu muốn bắt được nó trong những bản game Diamond and Pearl hay là Platinum, ta phải nhận một vật phẩm tên là Aether Flute, rồi trèo đèo lội suối lên đỉnh của ngọn núi Mount Cornet. Thổi cây sáo này thì lối lên thiên đàng nơi Arceus ngự trị sẽ xuất hiện. Nhưng đáng tiếc là sự kiện nhận cây sáo này đã hết từ năm 2010, rồi đến bản remake Brilliant Diamond and Shining Pearl cũng không có cách nào để chúng ta nhận được Aether Flute, trừ một cách duy nhất. Bạn phải có bản save game của tựa game Pokemon Legend Arceus, rồi hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính trong bản game này, đồng nghĩa với việc chơi hết cái game đó đó. Còn bên BDSP, bạn sẽ phải trở thành Champion, hoàn thành bắt tất cả các Pokemon trong National Dex, chứ không riêng gì là Pokédex của vùng Sinnoh. Sau khi đã đủ hết tất cả các điều kiện trên, thì khi cập nhật lên phiên bản 1.3, Aether Flute sẽ xuất hiện trong phòng ngủ của bạn, rồi cầm nó đi bắt Arceus thôi. Thật ra thì trong Pokemon Legend, bạn cũng có thể bắt được Arceus. Và trong bản game này, Arceus là một con boss cực khó đánh. Và cũng giống như Manaphy, thì Legend Arceus là một tựa game vô cùng đặc biệt mà huyền ảo và huyền thoại được bắt thẳng trong game luôn, nên tôi sẽ không tính hen. Hạng 5 là Shiny Genesect. Genesect dạng bình thường thì được tặng thông qua quà tặng là đúng rồi. Nhưng cái hộp phim điện ảnh Pokemon thứ 13, Genesect và huyền thoại thức tỉnh được công chiếu tại Nhật Bản, thì người chơi mới có thể sở hữu Shiny huyền ảo này thông qua quà tặng tại các rạp chiếu phim chỉ trong vòng 1 tháng. Và tiếp sau đó là những bạn ở Đài Loan và Hàn Quốc khi phim công chiếu tại các nước này. Rồi sau đó là không có sau đó nữa. Không còn cách nào khác để sở hữu Pokemon này trên những hệ máy Nintendo khác. Chắc chỉ có thể bắt Shiny Genesect thông qua sự kiện trong Pokemon Go, rồi chuyển nó qua máy game là cách hợp pháp duy nhất có thể sở hữu Shiny này cho đến thời điểm hiện tại. Hạng 4, huyền ảo khó sở hữu tiếp theo là Jirachi. Trong 3 tựa game Ruby, Sapphire và Emerald, Jirachi trong bản game Ruby và Sapphire, nếu muốn có được thì người chơi phải ở Mỹ, chơi game Pokemon Ruby Sapphire tại Mỹ và đặt mua trước tựa game Pokemon Colosseum ở Mỹ luôn. Và tựa game spin-off này lại chơi trên hệ máy hoàn toàn khác là GameCube. Vô cùng rườm rà. Khi đặt trước tựa game Pokemon Colosseum, chúng ta sẽ được tặng kèm một đĩa chứa đoạn giới thiệu của Pokemon Colosseum, đoạn xem trước của movie 6, 7 đêm cùng ngôi sao nguyện ước Jirachi. Rồi sau đó ta phải kết nối GameCube với máy Game Boy Advance bằng một thiết bị cổng chuyển đặc biệt để có thể chuyển Jirachi qua tựa game Pokemon Ruby và Sapphire, chứ không thể nào chuyển qua những tựa game khác như là Emerald. Thời gian đó ngoài ở Mỹ ra thì không có cách nào sở hữu Jirachi hợp pháp hết. Sau khi Pokemon Emerald ra mắt thì người chơi ở những nước châu Âu khác có thể chuyển Jirachi từ việc chơi tựa game Pokemon Channel. Tính ra thì nó cũng rườm rà giống như là Manaphy. Nhưng được cái Manaphy ai chơi Pokemon Ranger còn có được, chứ mà muốn bắt được Jirachi thì nó hơi phân biệt quốc tịch quá rồi. Hạng 3 là Zarud, có mặt hàng choàng. Zarud là huyền ảo được giới thiệu trong thế hệ thứ 8. Zarud bình thường sẽ không đeo cái này trên cổ. Và con Zarud mà đeo cái khăn choàng này lên cổ
là huyền ảo được tặng kèm trong thời gian công chiếu bộ phim Coco, cậu bé rừng xanh tại Nhật Bản. Và bạn biết đó, khác với Shiny Genesect, nó còn có thể bắt được trong Pokemon Go rồi chuyển qua. Chứ tôi thấy cái vụ đeo khăn choàng này là để quảng bá phim, là không có cửa cho chúng ta có thể sở hữu nó trong tương lai rồi đó. Ngắn gọn xúc tích đứng hạng 3 là xứng đáng rồi. Hạng 2 thì chắc chắn là Giant Sea ở thế hệ thứ 6. Giant Sea là huyền ảo cho đến tựa bây giờ không trở lại trong bất kỳ tựa game nào khác ngoài Pokemon X và Y hay là Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire. Nó cũng chỉ được tặng kèm trong giai đoạn từ 2014 đến 2015 và hết. Cũng không có bất kỳ sự kiện đi bắt hay là quà tặng kích cầu nào trong những bản game thế hệ sau, nên hiện tại việc sở hữu Giant Sea hợp pháp cũng không có thêm thông tin gì. Ừ thì nó ít thông tin quá cho nên là hiếm cho nên ít thông tin, đúng rồi. Và rồi, chúng ta qua đến hạng nhất. Pokemon huyền ảo khó sở hữu nhất từ trước đến nay gọi tên Magina mà nguyên bản. Magina là huyền ảo lạ lùng nhất tôi từng thấy. Đây là dạng bình thường của nó. Còn đây là dạng Shiny. Dạng bình thường là màu hồng nhạt, Shiny của nó là màu xám. Vậy cái màu đỏ này là gì? Đây là màu nguyên bản, giống với một quả cầu Pokemon màu đỏ. Và dạng này cũng có màu Shiny riêng, là màu đen luôn. Dạng bình thường có thể nhận thông qua quà tặng, không có gì để nói. Mặc dù sự kiện tặng con này cũng không quá nhiều, nhưng dạng nguyên bản màu đỏ này chỉ có thể sở hữu khi chúng ta thu thập đủ 809 Pokemon từ thế hệ 1 đến thế hệ 8 và ghi danh tụi nó trong ứng dụng Pokemon Home có trên điện thoại và cả máy Nintendo Switch, không bao gồm những huyền thoại trong bản TOC The Crown Tundra và Isles of Armor. Để ghi danh tất cả 809 Pokemon từ thế hệ 1 đến thế hệ 8 này, bắt buộc người chơi phải chuyển Pokemon từ các bản game khác vào Pokemon Home. Tuy nhiên thì Pokemon Bank, một ứng dụng để kết nối kho lưu trữ những Pokemon thế hệ đời cũ hơn như là những game chơi trên hệ máy Nintendo DS và Nintendo 3DS, hiện tại thì đã đóng máy chủ, tức là ai đã không nhanh tay thì những Pokemon từ thế hệ 1 đến thế hệ 7 sẽ rất khó có thể ghi dữ liệu vào Pokemon Home. Và trong một dạng Pokemon cần ghi danh đó, có những con huyền ảo rất khó nhận như là con Giant Sea chúng ta vừa kể xong. Chính ra là con Magina này là bà cố nội của những đứa huyền ảo khác luôn rồi đó. Sau khi ta mở ứng dụng Pokemon Home trên điện thoại, đã kết nối với máy Nintendo Switch thì ta sẽ nhận được phần quà là Magina mà nguyên bản. Nhưng một lưu ý là tại Việt Nam phải đổi IP thì mới có thể tải ứng dụng Pokemon Home về được. Thành ra thì khá là phiền phức đó. Và thế là tôi đã đi qua top 10 Pokemon huyền ảo mà tôi cho rằng là khó sở hữu nhất từ trước đến nay trong lịch sử Pokemon. Theo các bạn thì huyền ảo nào là khó bắt nhất thì cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Bye.